Ngày 26 tháng 9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và cướp giật tài sản và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Hiếu, 29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Bình Dương. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 20 tháng 10 năm 2018, Hiếu rảo quanh khu vực huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương, đến quán nước của bà Võ Thị Thanh Thảo, 44 tuổi, nằm trên đường điện thoại 744 thuộc ấp Bưng Còn, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, Bình Dương. Hiếu ghé vào quán để uống nước giải khát. Thấy bà Thảo đeo một sợi dây chuyền vàng nên bị cáo Hiếu đã lấy con dao để trên kệ của quán, rồi đến kề dao vào cổ bà Thảo đe dọa để cướp sợi dây chuyền vàng. Bà Thảo chống trả và tri hô cướp, nên Hiếu liền dùng dao cắt vào vùng cổ bà Thảo, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Bị thương, bà Thảo ôm cổ chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng vừa chạy ra ngoài cửa quán khoảng 20 mét thì ngã gục tới trên vỉa hè. Bị cáo Hiếu ngã quỵ khi nghe tòa tuyên án. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2018, bị cáo Hiếu tiếp tục cướp giật một sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Lan Phương tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhưng bị người dân phát hiện, truy đuổi nên bị cáo Hiếu bỏ xe chạy thoát thân. Biết khó lòng trốn thoát, khuya ngày 24 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Minh Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Hiếu chỉ khai nhận vụ việc cướp sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Lan Phương. Nhưng dưới những bằng chứng thu thập tại hiện trường, từ camera an ninh ghi lại và sự đấu tranh của cơ quan cảnh sát điều tra, Hiếu đã phải thừa nhận hành vi giết bà Thảo, rồi cướp sợi dây chuyền vàng tại huyện Dầu Tiến. Bị cáo Hiếu còn khai nhận thêm, ngày 12 tháng 10, Hiếu cũng gây ra một vụ cướp sợi dây chuyền vàng của bà Bùi Khánh Dân tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương. Tổng giá trị tài sản Hiếu cướp được là hơn 20 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản và phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.